mấy hôm sau thì trường ra bưu điện nhận tiền bố mẹ gửi ở dưới quê lên trường thầm đắn đo kể ra cậu đang cần mua sách để đọc trước chuẩn bị cho năm học tới nhưng người cậu lại sụp sôi nỗi khát khao bản năng đàn ông bần thần đếm đi đếm lại số tiền trường tặc lưỡi thôi sách thì để hè mua cũng được bây giờ trước mắt phải giải quyết sự căng thẳng của mình đã không thì không thể chịu nổi nữa rồi ngay trưa hôm đó gặp chị tuyết ở nhà Trường liền nhờ chị ấy gọi cho Nhung để thu xếp cho cậu gặp Nhung. Chị Tuyết cười bảo cậu. Em gọi trực tiếp cho nó đi. Cần gì cứ phải chị giúp em lần đầu thôi chứ, để chị viết số điện thoại cho em. Đây là số của chủ nhà cho thuê. Nhung nó ở cùng với mấy đứa con gái cùng trường nữa, em cứ gọi hỏi xem Nhung nó có nhà không. Đây cứ lấy máy của chị mà gọi này. Nói rồi chị Tuyết lấy máy điện thoại di động ra loái hoái, bấm tìm số rồi đưa cho trường. Bấm gọi số, trường hồi hộp nhờ bác chủ nhà gọi nhung cho cậu nói chuyện đợi một lúc lâu thì đầu dây bên kia một giọng nữ thanh thanh đáng yêu cất lên từ đầu dây bên kia alo nhung đây ạ à. xin lỗi ai đấy ạ à? trường dè dặt bảo là cậu là trường là em của chị tuyết lần trước có gặp nhau rồi một lần chỉ mới nói thế cô gái đã nhận ngay ra cậu nhưng chắc có chủ nhà ở đó nên cô ta có vẻ lúng túng không biết nói gì trường đánh bạo hỏi là cậu muốn gặp cô ta không biết ngay chiều nay cô ta có rỗi không? Cô gái hạ giọng nói, ấp úng là đồng ý, nhưng mà chiều nay thì cô ta chót có việc bận rồi, mai thì bận thi cả ngày, phải đến chiều ngày kia mới rảnh và hẹn cậu là khoảng 3 giờ chiều. "Trường mừng quá." Cậu bảo cô gái nhớ đừng quên nhé và đến thẳng nhà luôn. Có lẽ không tiện nói nhiều nên Trường nghe thấy cô gái nói ấp úng là được rồi, không lo cô ta quên đâu và chào Trường rồi cúp máy. Đến chiều hôm hẹn cô gái, suốt từ trưa người trường đã bừng bừng đợi cô gái đến. Hẹn 3 giờ chiều, nhưng đến gần 3 rưỡi, cô gái mới đến vì bị hỏng xe. Cô gái vừa vào phòng là trường ôm lấy hôn lấy hôn để khiến cô gái cười rúc rích vẻ thích thú và bảo cậu làm gì mà vội vã thế, từ từ cho cô uống cốc nước, nghỉ ngơi đã. Lần này, thì trường bớt e dè hơn lần trước, đợi cô gái đi tắm rửa sạch sẽ, xong xuôi và về phòng cậu cởi hết đồ ra, trường cũng cởi hết ra và leo lên giường ôm chầm lấy cô gái thế là trường vội vã leo lên cô gái phi nước đại mặc dù được cô gái tận tình nhắc nhở nhưng cũng chỉ được một lát là trường ra trong cảm giác bùng nổ không sao kìm hãm được hai người nằm ôm nhau trò chuyện được khoảng nửa tiếng là trường lại thấy của mình lên và làm lần thứ hai lần thứ hai thì khá hơn phải gần chục phút trường mới cho ra sau lần thứ hai Trường nằm vật xuống bên cạnh cô gái, thở hổn hển nhìn cô gái cười. Cô gái cũng cười, một tay đặt lên ngực cậu, miệng nói, sao, đã không trường, bạn khỏe thật đấy. Hai lần liên tiếp, là mình ê ẩm hết cả rồi. Kể thế cũng được rồi, không bị nhanh quá đâu, nhưng mà nếu lúc bạn cảm thấy sắp ra rồi thì bạn giảm bớt tốc độ lại, hoặc để nguyên trong đó, để giảm bớt cảm giác vào da, thì bạn sẽ kéo dài được thêm, cảm giác sẽ duy trì được lâu hơn. Trường hồn hển gật đầu nói, mình cũng biết vậy, nhưng mà lúc đó thích quá, không sao làm chậm lại được. Nhung cười, mới đầu thì tất nhiên là hơi khó một chút, nhưng bạn cứ chịu khó mỗi lần cố một chút, rồi bạn sẽ thấy cũng dễ thôi. Bạn trai của mình hồi trước cũng chỉ cho vào một tí là ra liền, nhưng rồi bây giờ cũng tập được kha khá rồi. Trường nhớn mày ngạc nhiên. Hóa ra cô gái này đã có bạn trai rồi mà vẫn đi làm cái công việc này sao? Cậu tò mò hỏi cô gái về bạn trai của cô ta nhung ngồi dậy với tay lấy cốc nước để đầu giường uống rồi ngả người nằm xuống bên cạnh trường bắt đầu tâm sự với cậu về bạn trai của cô ta nhung kể bạn trai cô ta cũng học bách khoa nhưng khác khoa với cô ta hai người là đồng hương và bằng tuổi nhau hoàn cảnh gia đình bạn trai cô éo le lắm năm ngoái lại bị tai nạn xe máy nghỉ học một thời gian dài nên phải học lại mất một năm và sẽ ra trường sau cô nhung buồn buồn kể là bạn trai cô hiền lành và yêu cô lắm Cô cũng rất yêu, nhưng hoàn cảnh bắt buộc nên cô phải đi làm công việc này để kiếm tiền. Tất nhiên, cô phải giấu không cho bạn trai. Cô biết, chuyện cô đi làm thế này mà chỉ nói là cô đi làm gia sư thôi, tội nghiệp bạn trai cô chẳng hề nghi ngờ gì cô cả, mà tuyệt đối tin tưởng thương yêu cô. Nói đến đây, Nhung thở dài và bảo, cũng vì hoàn cảnh bất đắc dĩ thôi nếu không làm công việc này thì cũng chẳng có công việc gì có thể đem thu nhập nhiều như thế được. không chỉ để trang trải chi phí học hành sinh hoạt hiện tại cho hai người, mà cô cô muốn dành dụ một khoản tiền để sau khi ra trường hai người sẽ trụ lại ở Hà Nội và xin việc làm ở đây. để mà làm được điều này thì cần phải có rất nhiều tiền, nhất là về phần cô ra trường trước nên cô sẽ phải nuôi bạn trai ăn học thêm một năm nữa thôi thì dáng là một thời gian rồi sau đó sẽ quên hẳn chuyện này đi nghe nhung kể trường cũng thấy cảm động lắm cậu trầm ngâm nghĩ đến anh chàng bạn trai tội nghiệp của cô gái anh ta đâu có biết cô bạn gái hiền lành của anh ta vừa bị trường làm tơi bời xong mà đâu chỉ có trường còn biết bao nhiêu người đàn ông khác nữa được làm đủ trò với cô gái nghĩ mà thật tội cho anh chàng bạn trai của nhung tuy nhiên nghĩ thì nghĩ vậy thôi chứ trường vẫn lựa lời an ủi cô gái Lúc Nhung ra về, Trường mở tủ lấy tiền, cậu định đưa thêm tiền cho Nhung, thì cô ta lắc đầu chỉ cầm một trăm ngàn và bảo cậu. Thôi cũng là sinh viên cả, mình biết bạn cũng đâu có nhiều tiền gì, mình lấy bạn từng này thôi, mình cũng thấy vui vui khi có một người như bạn, vừa hiền lành đứng đắn, vừa thông cảm với mình, thật sự mình cảm thấy dễ nói chuyện với bạn lắm. Trường ạ, à, khách ít người được như thế lắm, hy vọng chúng mình sẽ là bạn tốt của nhau nhé Thôi bây giờ mình phải về đây. Chào Trường nhé. Hẹn gặp lại bạn nhé. Mình về đây. Sau lần đó, Trường lao vào dạy thêm để kiếm tiền. Dan, cậu dạy cũng khá và nhiệt tình, nên trung tâm cũng ưu tiên giới thiệu cho cậu. Kiếm được tiền, vài tuần sau cậu lại hẹn gặp Nhung để giải quyết nỗi bức bối khi xem chị Tuyết. Rồi sau đó vài tuần, lại gặp lần nữa. Lần nào Nhung cũng dùng mienza khởi đầu cho cậu lên mây trước khi nhập cuộc và trường cũng lần đầu tiên trong đời được xem thỏa thích sát tận mắt, biết thế nào là cái đó của một người con gái. Nhung thú thật là cô ta rất quý, trường vì hiếm có khách nào tốt bụng như cậu. Qua câu chuyện, cô ta cũng tâm sự nhiều hơn về công việc của mình. Lần nào Nhung cũng chỉ lấy cậu 100 ngàn thôi. Hai người nói chuyện rất hợp nhau và họ nhanh chóng trở thành bạn thân của nhau trường để ý thấy nhung dù sao cũng còn trẻ lại mới đi làm công việc này nên nhiều cái còn ngượng và không nhiều trò như chị tuyết mà cậu xem được thế nên có lúc cậu phải chủ động đòi nhung chiều cô gái đồng ý ngay nhưng vẫn có vẻ ngượng khi cùng trường nghịch ngợm các tư thế thì xong hết các môn đến kỳ nghỉ hè nhưng trường không về quê như năm ngoái mà quyết định ở lại để dạy thêm và học thêm còn về quê thì cậu dự định là trước khi vào năm học mới sẽ về độ một tuần bắt đầu nghỉ hè được vài tuần, thì đến ngày sinh nhật của trường. Chiều hôm sinh nhật trường, cậu tổ chức một bữa nhậu nhỏ mời mấy cậu bạn thân đến. Tụi nó về quê cũng nhiều, nên chỉ có dăm cậu đến. Cũng chẳng có gì nhiều nhặn. Trường nấu vài món nhậu, một ít bánh kẹo và một can to bia hơi mua ngoài ngõ. Mấy cậu bạn của trường còn mang đến tặng cậu một cái bánh sinh nhật to đùng nữa. Cả hội ngồi ăn uống với nhau đến gần 9 giờ tối mới về, Trường ít khi uống bia và không uống được nhiều, nên cậu thấy hơi chến choáng vì mấy cốc bia các bạn ép uống. Cậu cũng định mời chị Tuyết sang dự cùng bữa sinh nhật cùng, nhưng lúc trường chạy sang phòng chị ta mời, chị ta đang ngồi bế con xem TV và xua tay bảo, trường cứ về vui vẻ với bạn bè đi, chị sang rồi cả hội khó nói chuyện. Sau khi các bạn về rồi, không hiểu sao trường lại loạn choạng đi sang mời chị Tuyết. Cậu cứ nài nỉ nên rốt cục chị ta mỉm cười theo trường sang bên phòng cậu. Trường lấy đĩa cắt một góc bánh sinh nhật ra mời chị Tuyết và rót bia ra hai cốc đầy. Đưa cho chị Tuyết một cốc. Trường nói líu díu. Em, mời chị cạn cốc để chúc mừng sinh nhật của em. Chị Tuyết chạm cốc với Trường miệng cười. Để chị chúc em gì nào? À chúc em học tập tốt, gặp nhiều may mắn và sớm có một cô người yêu thật xinh đẹp như ý em nhé. Được chưa? Hai chị em cùng chạm cốc rồi uống cạn. Trường dục chị Tuyết ăn bánh và lại rót bia tiếp ra đầy cốc. Thấy cậu lại đòi chạm cốc, chị Tuyết liền bảo em uống vừa thôi chị trông em có vẻ bắt đầu say rồi cẩn thận kẻo mai không đi học được trường nâng cao cốc bia miệng nói chị quên là em nghỉ hè rồi à mai ngủ xả láng thôi em với chị trăm phần trăm đi chị tuyết mỉm cười ừ nhỉ chị quên mất nhưng mà em không quen uống nhiều uống vừa thôi kẻo mệt cứ vậy hai chị em vừa ăn bánh uống bia vừa trò chuyện với nhau mặc dù cốc nhỏ nhưng trường đã ngà ngà sẵn rồi chỉ uống thêm với chị Tuyết vài cốc nữa là cậu bắt đầu thấy đầu óc lộn xộn, không còn tỉnh táo nữa. Ngồi sát chị Tuyết, mũi trường phẳng phất, mùi thơm mát sạch sẽ. Sau khi tắm gội xong của chị Tuyết, tự nhiên cơn thèm khát trong người trường dâng lên. Tự nhiên, trường bột miệng hỏi, dạo này công việc của chị thế nào? Có đông khách không hả chị? Chị Tuyết gật đầu. Cũng tạm tạm, tuần này thì ít, còn tuần trước thì đông lắm. Công việc của chị nó thế đấy, có hôm thì nhàn, nhưng cũng có hôm không hiểu sao khách gọi dồn dập làm không xuể, phải hẹn hôm khác hoặc chuyển cho đứa khác. Trường hỏi tiếp, dạo này chị chủ yếu là khách quen hay là khách lạ? Hôm qua em thấy một anh về đây, hình như là khách mới phải không, em chưa gặp lần nào. Chị Tuyết gật đầu. Ừ, chị đi với khách quen là chủ yếu, hoặc là khách giới thiệu theo kiểu truyền miệng, tức là khách do khách quen của chị giới thiệu. Hoặc là khách do bạn sang cho, chứ còn người lạ thì không biết được số di động của chị đâu có gọi thì chị cũng từ chối nếu không có ai đó giới thiệu tất nhiên cũng có nhiều khách là do chị tự tìm lấy trường tò mò hỏi tiếp chị ơi thế khách của chị có nhiều người trẻ không có chứ em phần lớn là tầm trung trung tuổi nhưng cũng có nhiều người trẻ lắm nhưng những người đó thường là đi ra ngoài chứ chị ít khi đưa về đây lắm chị tuyết trả lời trường hỏi tiếp thế đi khách với những người trẻ như thế chị có ngại không? Trẻ nhất là bao nhiêu? Chị Tuyết nhún vai. Công việc mà em, ngại thì cũng phi làm chứ, ai trả là khách hàng. Chị nhớ tháng trước, chị đi với một đứa hình như đang học cấp 3 thì phải. Có lẽ chỉ 15-16 gì đó thôi, kém chị hơn chục tuổi. Chị cũng ngại thật vì nó trẻ quá, như một đứa trẻ con vậy. Nhưng lại là do một khách quen của chị giới thiệu, hình như là anh họ của nó thì phải. Em đấy còn nhỏ như vậy, chắc chưa biết gì nhỉ, chắc yếu lắm. Chị Tuyết bĩu môi. Nhỏ gì mà nhỏ, thằng đấy chắc cũng đã từng rồi. Chị không phi là người đầu tiên của nó đâu, ít tuổi mà ghê ra phết. Trường nâng cốc uống cạn chỗ bia cuối cùng. Giọng cậu đã bắt đầu líu lại, cậu tò mò hỏi tiếp. Thế khách, là sinh viên như tụi em có nhiều không chị? Chị Tuyết gật đầu. Có chứ, chị có một khách quen là sinh viên trường mỹ thuật hẳn hỏi. Bây giờ chị thấy sinh viên còn trẻ mà đã xa đọa rồi. Chắc lúc tỉnh táo thì trường chẳng dám hỏi, nhưng bây giờ đang say ngà ngà cậu thấy mình can đảm hẳn lên tuy vậy giọng cậu vẫn run run khi cậu ấp ứng nói với chị tuyết điều mà cậu đã ấp ủ lâu nay nhưng không dám nói chị ơi chị em thế em muốn một lần với chị có được không em trả tiền chị như mọi người được không chị nghe cậu hỏi thế chị tuyết tự nhiên đỏ hồng mặt lên chị ta cười vẻ bối rối rồi nói kể ra thì cũng không sao công việc của chị thì em cũng biết rồi nhưng mà chị coi em như em trai của chị bây giờ với nhau thì không biết có nên không từ nãy đến giờ không để ý chị tuyết cứ vô tư trò chuyện với trường như mọi khi như một người chị với một người em nhưng bất ngờ bây giờ nhìn xuống dưới bụng của trường chị ta mới nhìn thấy chỗ đó của trường nổi gồ lên mặt chị tuyết lại càng đỏ hơn mặt đỏ bừng bừng vì bia cơn say làm cho trường dạn hẳn lên cậu cứ nài nỉ chị tuyết mãi cậu bảo cậu được chị ta giới thiệu cho cô gái tên nhung để cậu được biết mùi đời Thích thì có thích thật, nhưng lại càng làm cho cậu ta thèm khát chị Tuyết thêm thôi. Nghe cậu năn nỉ mãi rốt cục chị Tuyết lắc đầu và nói: "Thôi thì cậu đã muốn vậy, thì chị chiều cậu một lần vậy, nhưng mà thôi, không cần phải tiền nong gì đâu, coi như là quà sinh nhật của chị ta dành cho trường vậy." Mừng run cả người, Trường ôm lấy chị Tuyết để cảm ơn. Chị ta cười để nguyên cho cậu ôm chị ta và để cho cậu hôn túi bụi lên cổ lên má liếc nhìn chiếc giường, một nhỏ bé của trường, chị Tuyết, bảo cậu sang bên phòng chị cho thoải mái, có gì chị cho ngủ lại luôn đến sáng hôm sau. Trường líu díu vừa mừng vừa hồi hộp đi cùng chị Tuyết sang phòng chị ta. Sang đến nơi chị bảo trường vào buồng tắm, tắm rửa qua đi cho sạch sẽ. Chưa bao giờ trường được vào buồng tắm của chị Tuyết cả. Buồng tắm nhỏ nhắn nhưng rất gọn gàng, trắng trẻo, sạch sẽ, cái gì cũng trắng tinh và thơm phức, có cả một lọ hoa nhỏ cắm một bông hồng đặt trên mặt bàn đá rửa mặt trước gương, rất đẹp. Trường bật vòi hoa sen xối qua người cho sạch sẽ, nước lạnh làm người cậu tỉnh táo hẳn lên. Tắm xong, Trường lúng túng mặc lại quần, rồi cứ để như vậy đi vào phòng. Đèn đã tắt bớt, chỉ còn lại chiếc đèn ngủ sáng mờ mờ, chị Tuyết lúc này đang ngồi trên giường, nhẹ nhàng bế đứa con nhỏ đang ngủ say đặt vào sát phía trong giường. Thấy Trường đi vào, Chị nhoèn miệng cười thì thầm bảo cậu. Khẽ thôi cho nó ngủ nhé. Em tắm xong rồi à, lên giường đợi chị một lát nhé. Chị vào tắm qua một tí. Nói rồi chị ta đi vào trong phòng tắm. Trường liếc nhìn sang bé Loan đang say sưa ngủ. Mặc dù người đang bừng bừng, Trường vẫn thấy hơi áy náy nếu cứ để cho bé Loan nằm đó. Cậu nghĩ chắc lát nữa, chị Tuyết sẽ bê bé, bé Loan ra ngoài ghế ngoài kia như mọi lần. Trường khoan khoái, thả người lên chiếc giường rộng, người mùi chăn đệm thơm phức của chị Tuyết. Trường thầm nghĩ đến những lúc cậu nhìn thấy chị Tuyết lăn lộn trên đó làm với khách hàng của chị và tưởng tượng đến lát nữa cậu cũng sẽ được làm như vậy. Đang mải mê suy nghĩ thì chị Tuyết đi vào. Trên người chỉ cuốn một cái khăn tắm rộng. Mọi việc diễn ra như trong những giấc mơ của trường. Cậu thì xấu hổ và lúng túng không biết nói gì. Còn chị Tuyết thì mỉm cười vẻ bao dung. Chiếc quần đùi và chiếc khăn tắm bay xuống sàn nhà trường dè dặt đặt tay lên làn da mịn màng trên bờ vai của chị tuyết rồi không kìm được nữa cậu ôm lấy chị tuyết vòng tay cậu ôm siết lấy cái lưng trần khỏe mạnh của chị môi trường háo hức tìm môi chị tuyết và gắn chặt vào đó cậu hôn một cách giáo diết thèm khát còn chị tuyết thì hình như hơi mỉm cười hôn lại một cách chiều mến bao dung như một người chị vậy và rồi hai chị em bắt đầu chiến đấu những giây phút thăng hoa nhất trong cơn mơ trường cũng không dám nghỉ tới giờ đây chị tuyết mà cậu ta hằng ao ước đã hiện thân ngay trước mặt rồi cậu tha hồ thỏa thích để rồi cũng đến lúc cao trào nước lũ phun trào như miệng núi lửa chị tuyết phải thốt lên ngạc nhiên trường nhiều thật đấy chị chưa thấy ai nhiều như thế cả dễ phải đến gấp đôi người khác ấy chứ trường uể oải nằm lăn xuống giường bên cạnh chị ta miệng cười cười chống chế thì em để dành mãi cho chị mà em thích quá đi mất chưa bao giờ em cảm thấy như vậy Cảm ơn chị đã cho em hai chị em nằm ôm nhau nói chuyện, bé Loan vẫn vô tư nằm ngủ say sưa bên cạnh không hề hay biết gì chuyện mẹ nó và Trường vừa làm. Trò chuyện một lát, tự nhiên Trường tò mò thầm nghĩ không biết đã có bao nhiêu người đàn ông được có cái cảm giác với chị Tuyết như cậu lúc nãy. Vừa được làm với chị Tuyết xong nên Trường bạo dạn hẳn lên, cậu đem suy nghĩ này hỏi chị ta. Chị Tuyết cười lắc đầu bảo là nhiều lắm chị chỉ nhớ người đầu tiên là chồng chị thôi còn về sau thì chị đâu có đếm và làm sao mà nhớ được trường nghịch ngợm trêu chị ta bảo chính chị làm công việc này cũng hay được biết bao nhiêu là đàn ông khác nhau chứ chính đàn ông lại ít được biết nhiều thấy chị tuyết cười cười không đáp cậu bạo gan hỏi tiếp chị ơi thế chị thấy cái đó của em thế nào chắc nhỏ quá chị nhỉ chị tuyết nhấn mày thế mà còn bảo là nhỏ của em to đấy em còn ít tuổi mà có khi của em còn to hơn khối anh bốn năm chục tuổi rồi hai chị em cứ trò chuyện như vậy một lúc thì trường lại thèm thế là cậu ta lại đòi hiệp thứ hai sau cú thứ hai thì trường oải hẳn và chị tuyết bảo cậu mệt thì cứ nằm lại mà ngủ sáng mai hắn về phòng cũng được nói rồi hai chị em tắt đèn đi ngủ tuy mệt nhưng nằm trong bóng tối trường cũng không ngủ ngay được chị tuyết thì chỉ một lát là ngủ sau trường thầm nghĩ mình thật là may mắn chắc sau lần này sẽ mở ra nhiều lần khác cậu cứ từ từ mà hưởng thụ thôi từ nay chắc sẽ được ăn sò miễn phí nhiều nhiều rồi nghĩ đến đây cậu cảm thấy vui biết chừng nào rồi chìm vào giấc ngủ lúc nào không hay vậy là câu chuyện của chúng ta hôm nay đã khép lại cảm ơn các bạn đã theo dõi hết câu chuyện hy vọng câu chuyện này đã mang đến cho các bạn nhiều cảm xúc và suy ngẫm nếu các bạn thích đừng quên để lại một like và bình luận chia sẻ suy nghĩ của mình nhé nhớ đăng ký kênh và bật chuông thông báo để không bỏ lỡ những câu chuyện mới hẹn gặp lại các bạn ở video tiếp theo chúc các bạn có một ngày thật tuyệt vời